Ôi, các bác có nhìn thấy cái con đục phi to kia. Nó đi gần phải anh em ạ. Đây rồi, móc luôn. Đây rồi, móc luôn. Úi trời ơi, con này ăn. Móc luôn mọi người các bác ạ. Đây rồi, úi trời ơi. Các bác có nhìn thấy con nó đi gần gần đường nữa không? Úi trời ơi. Đóng ngay. Úi trời ơi. Thằng cụ anh em ơi. Ui, đục phi to anh em ơi. Trời ơi. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã lại quay trở lại với Phương Thảo Viết Sinh. Hôm nay review một chỗ mới anh em đây. Điểm đẹp vô cùng luôn. Giờ sáng bắt đầu, bây giờ thời tiết bắt đầu là nó bắt đầu đông các bạn. Trời, thời tiết rất là lạnh. Mà em đi con đeo cả giày tấp đi, một chân nó vẫn cứng đờ luôn. Đó. Ở đây em phát hiện ra đằng sau này nó có nhiều cá sộp lắm các bạn, cá lóc đấy. Anh em miền Nam gọi cá lóc ấy, nó bơi đầy, đớp tọt tọt tọt. Bên này ở đấy kia các bạn kìa. Có cần nua mà nua cho vài vòng chắc dính ngay. Vì nước ở đây nó cũng tương đối là nông đấy. Nó nua dễ được đấy, coi nhìn kìa. Coi nhìn kìa. Cá sộp ấy, nào lắm. Thôi bây giờ em chuẩn bị đồ vác xuống đây. Em phải đi hai lượt đồ thì mới hết rồi các bạn ạ. Vừa mang xuống một lượt rồi. Vừa mang xuống lần nữa. Mẹ bây giờ đang hơi hưởng hưởng tin đây. Nắng. Mở rét quá ạ. Địa điểm ở đây đẹp lắm anh em ạ. Chỗ này anh em nó chèo thuyền liên tục luôn. Đấy. Wow. Anh em nhìn vào phong cảnh có phê không? Buổi sáng sớm bình minh ở trên đây nó thật là tuyệt vời các bác ạ. Khung cảnh yên tĩnh này. Rất là yên bình luôn. Sướng thật anh em ạ. Rồi bây giờ là anh em chúng ta đục một cái lỗ ở cái mạng này nhé các bác nhé. Đục một cái lỗ xong bắt đầu là câu thôi. Sáng sớm thì trong một thời gian nó vẫn còn rất là nhiều nên nó cũng không phải vội các bác ạ. Ở trong đây yên tĩnh thật. Đây có mấy ông này chạy cá lô con này. Úi xời. Anh em ta đi sâu trong bên này thì cái này chắc là nó là trước người ta cũng là ruộng các bạn. Đấy các bạn nhìn này, đây cũng là ruộng mà người ta kiểu như là bây giờ người ta không làm nữa đấy. Cỏ những cái nè cái sợi nó mọc sơ tùm này. Đây anh em nhìn này. Cỏ cái nè nó mọc tùm này. Trời. Ôi trời. Dòng muống này mọc cả quả quá này. Cái này ở bên trong hạt này là ăn được các anh em ạ. Đấy có nhìn rõ không? Đến nét đây anh em nhìn. Nè, cái hạt này, hạt này trước hồi bé bọn em hay ăn này. Đấy, cứ bóc lên trong nó có mấy cái hạt là trắng trắng nhỏ nhỏ anh em ạ. Ở bên trong nó có mấy hạt trắng trắng nhỏ nhỏ hồi bé bọn em hay bóc này là ăn cái hồi trẻ trâu ấy. Đây giờ dòng muống là nó nan tràn nan hết các bác ạ. Đi sâu trong kia điểm đánh cũng đẹp vậy nhưng mà thôi chắc em đánh ở bên ngoài này không đi sâu bên trong. Bên trong nó rộng hơn mà ngồi chỗ này được cái là nó rất là yên tĩnh anh em nhé, cực kỳ yên tĩnh. Những bông hoa chà chà hoa rồng muống anh em ạ. Úi trời trời. Làm cái lỗ chỗ này anh em ạ. Thank you.
Đây rồi. Đây rồi. Úi giời. Ui, quả đẹp thế là trượt anh em ạ. Con này đóng rồi mà nó không dính các bạn. Phế quá. Không ăn vẩy luôn, sợ thật. Không hiểu kiểu gì. Mình cá con gắn vớ bản thật anh em ạ. Cắn kiểu trung ngư ấy, kiểu mấy cái mẹ mương. Này chắc chắn là mấy cái mẹ mương. Đấy các bạn nhìn nữa, thái độ cắn này kia thì nó cho nó hòn đá vào đầu. Đóng rồi. Ây da, con này to anh em ơi. Ui. Con này to các bác ơi. Ây da. Con gì vậy? Rồi ngon rồi, đóng rồi. Luffy to. Luffy to anh em ạ. Ui, nó cắn rất vớ vẩn. Chà. Cắn rất là vớ vẩn anh em ơi, Luffy to. Để em vớt nó lên ạ. Quá trời trời. Được. Ui, Luffy bự đấy. Tí vật. Vật anh em ơi, Luffy to. Cắn rất vớ vẩn. Á trời. Đấy các bác này, Luffy to các bác ơi. Nó đóng thẳng trong đây rồi. Đóng này nó không cầm vật mà mình nhắc ra được cơ. Đây các bác nhìn này. Ấy da. Ra. Ui, Luffy to anh em ơi. Ui dồi ôi. Con này phải hơn cân các bác ơi. Luffy to chưa? Vừa mất con, bây giờ con này được rồi. Á chà chà. Phê. Để em vật nó lên anh em nhé. Luffy to đấy. Ôi trời mẹ ơi, Luffy đâu to thế này anh em ơi. Dậy. Đóng thẳng đuôi. Ăn rất vớ vẩn. Tiếc nữa là vừa mất con to các bác ạ. Chà chà, là bự đấy. Đây, các bác nhìn này. Con này tổng cân rưỡi. Đẹp rồi, cho túi đã. Ngon. Tầm cân rưỡi các bác ạ. Ai rồi. Tuyệt vời. Ngon luôn anh em ạ. Ấn này sâu cho nó sống. Ấy, ok. Ngon.
Đóng ngay. Đóng ngay. Ôi. Đây này anh em ơi, này. Giật phát nó đứt luôn các bạn, nó đứt ở tận ở trên ngọn. Thế mới cay chứ. Chán thật các bạn. Đây có lẽ là chung là vì cần đánh lục nó cứng đấy, thành ra là chơi cước nó bị sốc các bạn, nó không chịu được. Thôi giờ phải đánh dù thôi. Nói chung là dù nó vẫn là chân lý các bạn. Đánh lục này cũng là chỉ có dù nó đánh được các anh em ạ. Phí qua này vậy giờ toi phát là em mất luôn một quả phao nữa. Tiếc thế. Không những là một quả phao nữa mà nó là mất cao con cá nữa anh em ạ. Con này chắc chắn rất là to. Đây con này, do là kiểu như là cái ngọn cần lục ấy nó cứng ấy, thì là nó rất là sốc, thì là cá kéo nó không có độ cong như là anh em đánh đài. Thế bởi vì cái dây này là cước câu trắng đen thì anh em người ta quảng cáo là nó câu tới 17 18 cân cơ. Đây các bác đánh dịch vụ thì các bác biết thừa đây. 17 18 cân này chặt cái bịch phát đất. Vâng, do là cần cứng ạ, ngọn to mà. Bây giờ chuyển sang dù đánh anh em ạ. Lục chân lý vẫn là dù. Đây em cũng chẳng quảng cáo quá hay đâu, nhưng mà đánh thật sự anh em mà qua quá nhiều lần em mất đồ vì đánh cước thì em chân lý vẫn là đánh dù là siêu bền là chắc ăn nhất. Đấy mà dù nó có 4 chấm thôi, sợi rất là nhỏ các bạn, sợi rất là nhỏ mà giật nó chịu sốc rất là tốt, nó không bị mất cá. Nên em tiếc mỗi con cá hay đổ phao nữa thì nói chung cũng tiếc đấy, nhưng mà nó không bằng con cá các bạn. Để con này rất là to. Con này nếu mà lên được cho anh em xem thì nó mới sướng cơ. Tiếc quá. Nó một cái trục phí thật, mất tối của phao cái lưỡi. Ok. Tiếc thật anh em, mất tối của phao cái lưỡi. Ôi, các bác có nhìn nữa cái con trục phí to không kia. Các bác nhìn con tô phi chưa? Con tô phi to phát kêu bác kìa. Bọn này nó không ăn mồi nghe mày, cá này thở. Ê, các bác nhìn nhé, tô phi này đi thở không ăn mồi, các bác nhìn nhé. Tô phi to phà bên trong này. Đang có một con đẻ. Đang có một con đẻ anh em, cá hôm nay nó thở, nó không biết ăn mồi phê quá. Chuẩn bị con chết này. Thủ phí to kinh khủng luôn. Ui mẹ ơi, anh em ơi, con gì đấy bây? Ui ôi, đồ phí to chơi con ơi, hai con. Cái này có cái súng bắn nó phát nhỉ. Ui ôi. Phê anh em ơi. Bọn này hôm nay nó khoan mồi anh em ạ, nó toàn lên thở thôi. Đấy coi nhìn này, cái này nó toàn lên thở đấy, khoan mồi. Phê chưa? Phê chưa anh em ơi? Các bác để ý nữa, con này nó mà tiến tới phao em chặt cho phát. Nó đang chuẩn bị tiến tới phao kìa. Bọn này hôm nay nó khoan mồi. Quẩy. Đấy, nó gần đến cái phao anh em này. Các bạn ơi, hai con to chưa? Cái con đèn cái to nhất kìa.
Ui, nó đẻ cho phát nhỉ. Kể nào hôm nay mà đào cái lỗ nhỏ nhỏ hay quá các bạn, này đào lỗ hơi to. Đào cái lỗ nhỏ nó chỉ thò đúng cái lỗ đấy ra thì đẹp quá. Đấy đấy đấy, nằm vào, nằm vào. Nó đi gần phao, đang đi gần phao. Nó đi gần phao anh em ạ. Đây rồi, móc luôn. Đây rồi, móc luôn. Úi dồi ôi, con này ăn. Móc luôn mọi người các bác ạ. Đây rồi, úi dồi ôi. Có quá, có nhìn thấy con nó đi gần gần đường nữa không? Úi dồi ôi. Có ai có nhìn thấy quả nó đi gần nữa không? Về chưa? Này, này cái mày đi hả? Vượt thôi. Phê anh em ơi, các bác có nhìn thấy con này lúc ấy, các bác có nhìn cái máy zoom ấy, nó nhìn thấy con này các bác có nhìn thấy không? Nó bơi sát đến phao bao lâu là nó đè phải em giật luôn. Đấy anh em có nhìn quả ấy, nó bơi luôn ở phao. Phê chưa, thủ phỉ to rồi. Ôi, này vô bảo rồi. Nó bầu luôn ở phao các bác ạ. Đóng một đuôi. Đấy các bác nhìn nhá, đánh lục thì con này chắc chắn đánh lục thì được, đánh đài không được. Rồi sao các bác, con này nó có ăn mồi đâu. Nó bơi nó thở chứ. Đúng rồi, quả em video cái video đấy là video này là em quay được cả con cá nó đang cơ thở luôn. Thế giật phát lưỡi lưỡi là nó bay luôn. Ui về quá. Lưỡi đà cao luôn các bạn chứ không phải là thấp đâu. Cho rõ à, phê. Con này cái dài đây. Con này tôi nó phải 2,5 cân, chắc chắn phải 2,5 cân các bạn. Không có cái gì soi xóm cái dài các bạn nhìn này. Đấy cái dài em cỡ 42 đấy. Ngon. Vỗ tay. Ngon quá. Cỡ 42. Khiếp không anh em? Phê. Tuyệt vời. Này kìa, đục cái lỗ này bé tí đẹp. Cá lên thở này. Cá lên thở anh em ơi. Đấy, đánh đúng chỗ này rồi anh em ơi. Phê quá. Đóng ngay. Ui. Hàng cụ anh em ơi. Đóng ngay. Ui. Hàng cụ anh em ơi. Ui, nó phi to anh em ơi. Trời ơi. Rô phi. Wow. Ui, ôi, rô phi cũng to. Á dạ. Giúp này. Con. Ui, con này to lắm anh em ơi. Wow. Rô phi to. Đẹp. Úi giời. Úi dồi, đục phi to chứ anh em ơi. Trời ơi. Đó, nó đi. Phê. To, đục phi to. Đẹp chưa? Phải đóng vào bụng cái này chạy gì đâu. Nuột anh em ơi.
Mệt quá. Vừa làm đứt bộ dây của anh mày thì bây giờ lên đi. Phê phê quá. Đang vật. Con này cụ thổ anh em ơi. Con này cụ phi cụ tổ anh em ơi. Ôi trời. Con này có bao mấy cân? Dã man thật. Phê. Ôi con này mấy cân anh em ơi. Để em gỡ cái lưỡi đã. Ôi cha mẹ ơi, con này phải mấy cân. Cái này phải gỡ bình tĩnh anh em nhé, con này em nghĩ nó phải 3 cân đấy anh em. Đóng sợ thật. Đây có lẽ là con cá rô phi to nhất trên cây phương thảo anh em nhé. Ui trời ơi. Cái này phải so cái gì anh em nhìn nhỉ? Cái giày. Cái giày thì nó hơi bé các bác nhìn. 42. Anh em nhìn giày giày có 42. To. Rồi con này chắc phải 3 cân đấy anh em. Không thể dưới 3 cân được. Đây con này không thể dưới 3 cân được. Nhưng mà để này nói chung là nó còn bé. Để em bê các bác xem cơ. Dã man khủng tởm. Khủng khiếp. Con này khủng khiếp. Con này chắc là đúng là con to nhất trên kênh của em từ trước đến giờ. Luffy có nhìn này. Chẳng thịt. Đấy. Vừa có con. Không biết là con gì nó làm phát nuôi mất cái bộ trục của em. Thay hết một đồ mới. Đây. Phải bê như này các bác mới thấy độ to, các bác bảo thầm con này mới cần. Em đoán chắc con này nó phải 3 cân, khoảng 3 cân 2. Khiếp cùng tởm. Đây đúng có lẽ là con cá rô phi to nhất từ trước nhờ trên kênh Phương Thảo anh em nhé. Wow, sao túi đã. Wow. Đấy, wow. Ok. Thành quả đấy anh em ơi. Ôi dồi ôi các bác ơi, 3 con bự tướng nhá. Cụ tổ. Này các bác nhìn người này rất là mỏng luôn, đẹp. Rồi về thôi anh em nhé, sướng quá.